Đẹp quá ha. Ở sau lúa ít về mà tới hai người ngồi trực lưng bác Tám. Năm nay trúng mùa không bác? Trúng. Hôm nay hả? Cái này nuôi gì? Còn có mấy bao nữa hết nữa. Này để làm giống hả? Không, phơi ăn mà. Bác Tám, cái này giống của lúa của mẹ con làm không? NBT. Đúng không? Cô bả đựng nhiều ạ. Bữa hổm mẹ được 3.000 mấy á, 3.100 200 mấy. Rồi là mình bán lúa tươi hết, còn lúa khô còn chứ ít nè hả bác? Bán lúa tươi hết, phơi gì nổi thì phơi. Giờ ở dưới quê bán lúa tươi hết khỏe ha. Hồi đó là mùa mưa này mà đi canh lúa quét thấy màu luôn. Ôi, ôi. Còn dưới nữa kìa. Ủa Tám trồng cái cây đó là cây nhà dôi có không Tám? Đó cái cây đó. Đi hai xã đi chị, để mẹ chờ ở nhà. Ra đây ngồi và Tám luôn. Có dưới sữa của Tám này chỗ bông quá chừng cây. Hồi trước nó trái nhiều lắm, cây xài cũng trái nhiều lắm nè. Cho xin Tám xả Tám ơi. Tám. Cái này. Cây chừng lọt ao. Ôi cái cây đu đủ có trái. Rồi bông đẹp quá ta, bông gì chị? Đâu? Nè. Bông này kia. Bông gì Tám? Cúc. Cúc hả? Ủa? Cúc Đà Lạt. Cúc Đà Lạt hả? Dạ. Mấy cây bông thì mình không biết tên. Trời ơi cây đu đủ thì có bằng cầm tay, bằng ngón tay mà trái đeo. Có trái sớm quá ha. Cây bằng ngón tay mà trái quá trời luôn. Chắc sống không nổi quá. Rồi cây mãng cầu cũng có trái nè. Ngoài Tám trồng nhỏ mà trái quá chừng ha. Mướp nè với lại bí. Dạ vô đây đủ ha. Tại vì mình không cần nhiều. Vô đây đủ ha. Ba tớ ha. Rớt, rớt nào. Rớt không? Kìa. Phải không? Cái vỏ hả? Ừ. Ủa qua nè sơ. Ừ. Nếu ở qua rừng chắc còn phải bự lên chút nữa. Hôm nay theo chị Sơn Ca qua nhà chú Tám xin lên cho cả nhà tất cả. Vô coi chừng lọt ao nha chị. Cái ao bị lỡ đó chị. Nấu cơm chưa Thám Tám? Chưa, là chưa làm lấy đồ hết rồi. Sao ăn cháo sướng vậy? Mày đừng quay tao mày. Để con lấy cái dao nè. Qua hái trái rồi, còn dừa trái rồi. Cắt cái bầu sơn. Đi ra đây hái cái bầu. Sáng mày hái đồ mình bán được 20 ngàn. Dạ. Sáng ngày mình tám. Ngày bán được nhiêu tiền Thám Tám? Vô chừng bữa nhiêu bữa mua cái thì bán được 40 ngàn đó mẹ. Bữa nhiều bữa ít hả? Nhiều quá, có bữa không? Xin Tám nè. Đó. Cái bầu này non dữ lắm mà xin. Đầu này ngon lắm. Cái này mình luộc không không cũng ngon nó khỏi luộc cần nấu canh. Ừ. Tám còn một trái hả Tám? Hết rồi hả? Ủa vậy hả? Con thịt bò mà thịt bò nó đó. Con thử ăn lần nào á. Ao này có văng lưới không Thím Tám? Mới văng lưới nè. Cá không? Mới văng lưới mà
Nãy giờ dạ, 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 thử coi. Muối cá muối sợ muối chiên với ở hái qua rồi, cá đóng rồi. Đã quá ta, có cái ao sướng ha. Ôi. Sợ chiên rồi gà. Ơi, đã quá. Canh đã qua anh hái rồi nè, nấu hột gà rồi coi nhìn nặng vậy đó. Tám giờ cá rồi. Chín cá lóc, chín cá lóc. Cá này mà không ăn, cá này để dành. Trời ơi. Mẹ cá này. Rồi. Rồi. Thả lượt đó thôi, muốn lên quá rồi mắc cá lóc ăn thấy bà. Dính cà phê quá trời luôn. Sợ con cá đó là cá gì màu đỏ vậy coi? Cá chép. Cá đó nó bự tới 1-2 ký mấy. Vậy là để cho lớn ha. Để cho lớn, ăn cá phi. Cá phi quá trời luôn. Có cái ao sướng khỏi đi chợ tơi. Ngồi ai, cả đứa đang con nữa mẹ sao không cần mắc ngoại cha nội. Đó đó, cá chép hết sao? Dính cá chép rồi. Thả ra vậy nó còn nhỏ sơn. Thả ra. Cá này tới 2 ký đẹp mấy quá ha. Con, 3 có cần có gì 3 ký không chừng. Này thả ra nuôi tiếp. Thả ra coi chừng nữa chết. Ôi Tám cá phi nhỏ mà Tám mắc ăn Tám. Thì kệ mẹ nó muối sợ ớt ăn. Vậy hả? Chợ, chợ nhưng mà cá phi này rồi. Nó đẻ ra liền liền hả Tám không? Ông có biết là ông có đẻ này thả mới thả hỏm à. Dạ. Nhưng mà mới mốt có đẻ nhiều lắm. Thôi nó dính lại nữa thêm lắm. Vậy đâu rồi cá dính đi vô mình nồi nồi vậy. Rồi nó ra rồi. Rớt thành cái giải thôi. Để con sắt cho gỡ. Được rồi Tám. Đã bà hôm nay 8 trai đâu làm được rồi về Tám em lên. Ông ra sợ ông lọt ao hả? Không có ra đây được. Không dân. Ra sợ có dính ba đứa gì chứ ăn hổm nấu chua nổi mỡ béo đó. Dạ đó. Nó chua lắm me nó quê. Này, cái này chiên giòn đó Tám. Này chiên giòn hết sảy luôn. Chiên cho nó giòn chiên cái xương đó. Chiên tại vì nấu canh đậu qua hột gà. Dạ. Qua ta cho còn đó là cái hái qua rồi. Chiên giòn nó không có xương. Nó giòn xương. Trong thằng Triệu con cũng lo nó thích cá cỡ này nó hơn chiên giòn ăn ngon hơn cá bự. Sướng ha, ra giăng lưới xíu là có cá kho cá chiên ăn khỏi đi chợ luôn. Rau cải nhà như đây là hai vợ chồng Tám ăn một ngày rồi. Ừ. Ăn vườn rau ao cá đổi bữa chứ đâu như mấy rồi ăn đó qua thì Tám ăn thịt. Dạ. Tám ăn chay nay. Dạ. Nay ăn mặn trở lại rồi hả? Dạ. Chay, sáng sau bữa bữa nay nhà con còn ăn chay trống rồi 7 con rồi đó ăn đậu 2 con 7 con chổng được 2 con được 9 con sớm ngày nay. À, nhà có vườn rau rồi ao cá rồi sướng quá chừng rồi. Trời ơi vui quá ha. Lưới này cá bự bắt đâu được nó họ nằm nhà cá. Mình mà sống mà được cái ao cá gì với rau dòng là ăn được rồi khỏi đi chợ. Xé lại chứ ở đâu nổi à, xé rách lưới sao xách rách vô mùa khăn rách uổng lắm á rách uổng lắm Tám xé rồi mà rửa không cái này cái này nó trơn lắm Tám kéo vậy nó ra hà đừng xé uổng vô đây hai chồng ăn gì hết có nhiều chó, hả có chó mèo nè có chó mèo nè mình không ăn cũng phải dăng cho nó ăn dăng nước trời ơi chăm sóc nó kỹ quá vậy. Chơi xà bông nữa xin ca. Dạ được rồi đó. Để tâm. Rồi sống ngang sống được rồi đó. Sống qua ngày ha. Sướng quá mà có ai sướng như Tám đâu. Dạ. Không khí trong lành nè, xung quanh là ruộng, không có xe cộ ồn ào ha. Rồi dân cá ăn cá sạch rau sạch đi quê rồi, sống vậy mới đã rau lấy tiền mà không có đi chợ không tốn tiền. Tiền vô không vào mới ra đất có làm gì đâu ra có thời gian tới nước này không bị chơi nước này mất cá hai. Tám đây có mặn cầu không Tám? Chưa, Tám không có đây chưa có chiếc nè. Vậy cái đu đủ rồi thấy rơi cháy rồi. Tám đu đủ gì Tám đâu có chiếc ra bớt thân cho nó sống rồi đó. Tối bữa nào có than á, tỉa nhỏ nó chồng ba tỉa bớt. Bây giờ Tám có cây đó tỉa không cái đi. Tỉa cho con một trái vậy con làm gỏi. Dạ bán cho con một trái đu đủ xanh làm gỏi.
quá đó mình phải tỉa bớt rồi cho mấy cái trái kia nó lớn ra. Này tao lấy cây tao chọt nó rớt gì. Quá trời trái gì đâu mà đeo đặt ngon đã dữ vậy ta. Một trái này là tính ký hả? 8 trái thân nhiêu tiền ký ta? 1 ký nhiêu tiền vậy sao? Cái nào xương ca, cái nào xương ca? Cái nào mà thấy hái được thì ta mấy. Cái nào cũng được đó. Một trái gì 2 ký không chị? Không có, ký mấy quá. Trái nào dễ thọc lọc cái trái này. Rồi đúng rồi, trái nào dễ thọc thọc. Ồ, 2 trái luôn không sao, mua 2 trái luôn. Này nó bị nó đùm nó hái ngon mình phải kêu bẻ cái nào ra nó lấy chứ thọc là nó rớt mấy trái. Rồi mua 2 trái đi. Cái này về làm trộn gỏi sao? Gỏi chay cũng được mà gỏi mặn cũng được nữa. Gỏi mặn thì có tôm, thịt, còn có gỏi chay thì trộn không. Tám cho con cái bịch tám ơi. Bữa nay ra chị có mang theo tiền không? À, em có mang nè. Hôm nay đồ cái xịt trồng lúa một cái. Để 8 cân đó hả? 8 cân đi tám. Ở nhà có cân luôn, đã ta. Ở nhà chuyên buôn bán mà. Hồi đó bán đi bắt cá. Hay vậy hả? 2 kg tư yếu. Rồi tính 2 kg rưỡi đi. 2 kg rưỡi đi. 15 rồi. Rồi với 2 trái rồi nha. Bầu nữa nè tám. Cái bầu nữa. Tập bao nhiêu 20 hả? Dạ, rồi con gửi ít nữa. Cảm ơn tám. Bữa nay mình được ăn rau sạch nè. Cảm ơn tám nha. Lúc đầu Đinh xin hai tất tả, xin. Cái này xả tám cho, còn cái này thì còn cái này thì mua. Đi về chơi đây. Về. Trời ơi, chăm sóc con chó nữa. Tính với bà là tôi đi chợ, ý đi ra ngoài kia mua khô cái sạch. Bây giờ này thế không có sạch nào, hồi nãy như vậy được không? Chó đẹp quá chừng ha. Ôi trời đất ơi. Chị nó muốn sợ ớt rồi sao? Có 10 giờ xuống 2 giờ thì ở nhà có mình một sướng đó. Nó hôm nay bay đồ mà nay hai thứ bảy nên nay không có hàng. Con tám cũng sướng luôn. Hai người coi chừng có miếng lúa này sướng quá chừng luôn à. Chào. Dạ. Ủa ổi nè, ủa? Mãng cầu hả? Chị, trái quá trời luôn nè. Đây nè, đây nè. Bên đây. Không? Nhà tám trồng cây trái quá trời nữa hả? Trái nào không có trái á, đặt nghẹt luôn. Rồi bữa nay bông quá trời luôn. Kế cái ao mà nó sung quá trời luôn. Này là cắt chét hả tám? Mót hả? Máy nó có một tót á. Hôm nay làm cũng được hai cái gì vậy. Cũng có lý quá ha. Hả à, có. Không có bà mẹ đây, có bà Quỳ, bà Qua hả? Ôi tám trồng cây nào cũng có trái quá trời luôn à. Bọc lại từng trái vậy luôn hả? Mấy cái cây nè. Mãn cầu. Rồi khế rồi. Chút sữa quá trời luôn. À, cảnh quê rất là dễ chịu mát mẻ ha. À, bữa nay thì Hoàng Sơn với chị Sơn Ca đi xin mấy tấp xả về làm mấy món cho ngoại, nhưng mà thấy có mấy trái nữa rồi mình mua luôn. Rồi chia sẻ bà con mình vài hình ảnh cảnh quê ha. À, tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.